Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nagoda Official. Trong video này Tom Nguyễn sẽ chia sẻ với các bạn về việc bạn cần chuẩn bị và làm những gì khi có chiến tranh xảy ra. Video này được tài trợ bởi Nagoda EU. Việc đầu tiên bạn cần chuẩn bị là nước uống. Chứ trước nước uống cho gia đình tại thành phố cũng khá thuận tiện khi hiện có dịch vụ cung cấp nước uống đóng bình nhựa 25 lít giao tận nơi, chỉ với 4 bình nước dự trữ cũng có thể duy trì được 10 đến 15 ngày cho 5 người trưởng thành. Ngoài ra, trong siêu thị còn có bán nước khoáng đóng chai những loại nước này có ưu điểm khá sạch đã được khử trùng nên thích hợp dự trữ trong thời gian vài năm ngoài nước uống ra thì nước ăn và nước sinh hoạt cũng không kém phần quan trọng những bể nước ngầm tồn tại từ thời chiến tranh và bao cấp cũng nên được dọn dẹp và sửa chữa lại nếu không sử dụng để chữ nước thì cũng có thể trở thành nơi trú ẩn khá an toàn cho gia đình trong các cuộc không kích và pháo kích đương nhiên khi đó những người sống trên các trung cư cao tầng sẽ phải di tản để tránh trở thành mục tiêu của hỏa lực đối phương trong viễn cảnh điện nước bị cắt tiếp theo bạn cần chuẩn bị là thiết bị lọc nước khi chiến sự kéo dài người dân thành phố phải sử dụng tới các nguồn nước có sẵn trong thành phố hoặc đào khoan giếng thế nhưng những nguồn nước đó thường bị ô nhiễm và không thể sử dụng được ngay vì vậy việc tự tạo được một bộ lọc nước giá chiến là việc vô cùng quan trọng những vật liệu để tạo nên một bộ lọc nước bao gồm phèn thuốc tẩy túi vải, cắt, than củi, sỏi có kích cỡ khác nhau. Thùng lọc có thể là thùng phi sắt hoặc nhựa cỡ lớn được xây bể đỡ hoặc dùng gạch kê lên cao. Phía dưới có rủi lỗ để nước chảy ra. Tốt nhất sử dụng hai bể lọc, một bể để lắng nước và một bể lọc và khử trùng tốt nhất để bể lắng cao hơn bể lọc theo dạng bậc thang để sau khi lắng nước có thể xả thẳng sang bể lọc. Những vật liệu để lọc nước này đều rất dễ kiếm, dễ mua và dễ sử dụng. Quá trình làm sạch nước như sau. Sau khi lấy nước vào bể lắng thứ nhất, bể rỗng, ta cho phèn vào với tỷ lệ 500g phèn trên 1 mét khối nước sau đó để lắng qua đêm. Nếu cần sử dụng ngay thì có thể để lắng trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Sau đó ta tiến hành lọc nước, trước tiên phải rửa sạch cát và cho vào bao, sau đó để dưới đáy bể lọc sao cho bịt kín phần ống dẫn nước ra. Phía trên giải một lớp than củi dày từ 10 tới 20 cm, phía trên cùng phủ sỏi. Sau khi đã lọc nước xong nước được cho ra chậu hoặc xô và khử trùng bằng thuốc tẩy với tỷ lệ 10g trên 1 mét khối. Sau đó khuấy đều và để lắng trong khoảng 10 phút. Khi đó ta đã có nước sinh hoạt như nước nhà máy nước cung cấp. Thứ ba, chúng ta cần chuẩn bị là thức ăn khô. Tốt nhất là chúng ta nên tìm mua các loại thức ăn khô như các loại cá mặn, cá khô, tôm khô, mực khô, sò khô, đồ hộp có thời hạn bảo quản dài. Sau đó ghi rõ thời gian hết hạn bảo quản và bảo quản ở nơi thoáng khí, dâm mát và khô ráo. Khi nấu ăn sử dụng lượng vừa đủ có thể tính bằng một nửa lượng so với lúc chưa xảy ra chiến sự để duy trì và kéo dài sự sống càng lâu càng tốt tại nơi trú ẩn mà không cần phải mạo hiểm đi ra ngoài. Kiếm thêm thức ăn vì cũng không thể có ai biết trước chiến tranh sẽ kéo dài trong bao lâu nên chúng ta nên dự trữ tối đa thức ăn nếu đủ điều kiện vật chất. Thứ bốn, bạn cần chuẩn bị khi có chiến tranh là muối ăn. Muối là một trong những nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể và sự sống con người, trong điều kiện khí hậu và thói quen ăn uống cũng như hoạt động nhiều ít khác nhau một ngày cơ thể người cần từ 10 tới 15 quả muối. Muối thường được cho vào thức ăn hoặc và pha vào nước để uống. Những ai hay sử dụng muối hạt, kể cả muối tinh và gia vị để chấm thịt gà, dư chuột hay xoài xanh đều có nguy cơ bị ảnh hưởng thật rất nguy hiểm. Muối không có mua và có thời hạn bảo quản vô cùng dài. Bạn có thể tìm mua loại muối trộn IOT đóng gói ni lông để dự trữ. Thứ năm, bạn nên chuẩn bị đường, giấm và các loại gia vị. Đường có thể pha vào nước và sử dụng ngay lập tức mang lại calori cho cơ thể trong những lúc không có thức ăn. Ngoài ra khi cần, đường còn được sử dụng như muối để sát trùng, tạo màu và trở thành gia vị cho món ăn. Các loại gia vị nấu ăn cũng như các loại rau gia vị thực chất ngoài tác dụng giúp ăn ngon miệng hơn thì hầu hết đều là những vị thuốc có lợi cho cơ thể. Gia vị không chiếm nhiều diện tích bảo quản nên việc chuẩn bị trước một ít gia vị và nhiều bao đường là một việc nên làm. Thứ sáu, bạn nên chuẩn bị dầu ăn dầu thực vật ngoài việc cung cấp các axit béo còn cung cấp cho chúng ta lượng lớn vitamin E ở điều kiện thông thường. Một người trưởng thành cần tối thiểu 500g dầu ăn một tháng. Ngoài ra dầu ăn cũng rất cần thiết khi nấu nướng. Dầu ăn cũng có hạn sử dụng khá lâu. Có thể mua những bình lớn 20 lít và bảo quản chỗ tối, tránh ánh sáng mặt trời. Thứ bảy, bạn cần chuẩn bị gạo. Gạo là thức ăn phổ biến nhất. Một ngày một người trưởng thành cần tới 500g gạo nấu chín có thời hạn bảo quản lên tới 2 năm trong điều kiện bảo quản kín hơi hoặc được đóng trong túi hút chân không và để nơi râm mát thời hạn bảo quản còn dài hơn nữa. Bảo quản trong bao bì chân không hoặc thùng nhựa đậy kín sẽ làm gạo giữ nguyên được mùi thơm và ngon miệng trong thời gian dài. Ngoài gạo ta có thể tiến hành dự trữ thêm ngô, khoai, khoai lang và khoai tây hoặc các loại bột ngũ cốc để ăn thay đổi. Thứ 8, bạn cần chuẩn bị trứng. Trứng gà, trứng vịt đều có thành phần dinh dưỡng cao, giá rẻ, trứng tươi có thể bảo quản hàng tháng. Nếu muốn bảo quản lâu có thể muối trứng bằng chất liệu cho bếp, chấu, muối và đất trộn lại với nhau đắp phía ngoài trứng, bảo quản nhiều tháng trong môi trường thoáng khí và dâm mát. Thứ 9, bạn cần chuẩn bị cho chiến tranh đó là đỗ, lạc, măng, nho khô, rong biển khô, rau khô. Những đồ này đều có bán tại các cửa hàng thực phẩm và siêu thị, nho khô giàu vitamin, lạc có nhiều chất béo và có thể làm thức ăn và muối lạc có thời hạn bảo quản lâu, sử dụng được ngay nếu phải di chuyển hoặc sơ tán đỗ xanh, đỗ đen đều giàu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất có tác dụng rất tốt đối với cơ thể. Các loại rau khô và rong biển khô cũng có thể sử dụng thay thế rau tươi trong thời gian dài giúp cơ thể không bị thiếu chất, tăng sức đề kháng và phòng chống các loại bệnh. Thứ 10, bạn cần chuẩn bị cho chiến tránh là các loại vitamin. Trong những lúc căng thẳng hay hoạt động thời gian dài liên tục, cơ thể của chúng ta mất đi rất nhiều vitamin, việc dự trữ và bổ sung vitamin các loại hàng ngày là điều vô cùng cần thiết. Thứ 11 bạn cần chuẩn bị là thuốc men, thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc đi ngoài, cồn y tế, thuốc bôi ngoài da đều rất cần cho những thời điểm bất thường đó. Khi bảo quản chúng ta phải chú ý bảo quản đúng cách và sử dụng thuốc còn hạn tốt nhất là theo đơn của bác sĩ. Ngoài ra chúng ta còn phải chuẩn bị vài bộ sơ cứu giá chiến có đầy đủ bông băng gạc để đề phòng bị thương. Thứ 12, bạn cần chuẩn bị chất đốt. Ngoài dầu hỏa bạn có thể chữ thêm xăng nếu có xe ô tô hoặc xe gắn máy cũng có thể dự trữ thêm vài bình ga hóa lỏng để nấu ăn, củi, than đá, than củi và cồn khô cũng là những lựa chọn tốt. Thứ 13, bạn có thể chuẩn bị các trang bị mặt nạ phòng độc, khẩu trang than hoạt tính và kính bảo hộ. Những trang bị trên giúp bạn tìm được lối thoát trong đám cháy, tránh được bụi và khói. Ngoài ra còn có tác dụng tốt nếu có chiến tranh hóa học hoặc dò dỉ các chất có hại khi chiến tranh nổ ra. Ngoài ra, khẩu trang hoạt tính cũng giúp bạn chống lây nhiễm các loại virus cúm biến chủng như H7N9 vốn tiềm tàng trong môi trường yếm khí dưới hầm trú ẩn. Thứ 14, bạn có thể chuẩn bị máy thu thanh, đài, FM và AM nạp điện quay tay. Đài chạy pin sẽ không tốt hơn các loại đài tự nạp năng lượng bằng tay quay hoặc năng lượng mặt trời. Máy thu thanh sẽ giúp bạn nắm được tình hình chiến sự, các bản tin hướng dẫn di chuyển, những điều cần chú ý, thậm chí có thể thông báo cho bạn tin kết thúc chiến tranh. Thứ 15, bạn có thể chuẩn bị còi cứu sinh. Khi bạn bị kẹt trong đống đổ nát thì tiếng còi thổi sẽ khiến mọi người chú ý tới bạn hơn. Nếu cố gắng kêu cứu bằng mồm bạn sẽ kiệt sức và khản giọng rất nhanh. Hãy mua một cái và luôn đeo nó trên ngực. Thứ 16, bạn có thể chuẩn bị kim chỉ, lưỡi câu và dây câu. Kim chỉ ngoài việc khâu áo vá quần còn có thể sử dụng khâu vết thương khi khẩn cấp. Lưỡi câu và dây câu đều là những đồ cứu sinh tiêu chuẩn và vô cùng nhỏ bé nhưng hữu dụng. Thứ 17, bạn có thể chuẩn bị đèn pin, Đèn tín hiệu quay tay, đèn nạp năng lượng mặt trời. Khi bị cắt điện thì giải pháp duy nhất chiếu sáng ban đêm là các loại đèn cầm tay. Đèn tín hiệu thường dùng trên xe đạp cũng có thể giúp bạn tạo sự chú ý khi cần sự trợ giúp vào ban đêm. Một thiết bị thu năng lượng mặt trời để nạp cho các thiết bị di động cũng đáng được bạn quan tâm chú ý, nếu chiến tranh xảy ra ác liệt thì đèn pin và nạp điện quay tay là sự lựa chọn duy nhất của bạn trong trường hợp này. Thứ 18, bạn có thể chuẩn bị xà phòng, kem đánh răng, khăn bông Xà phòng ngoài việc vệ sinh cơ thể có thể sử dụng để tẩy sạch bụi chứa phóng xạ khi có chiến tranh nổ ra, vệ sinh cơ thể răng miệng hàng ngày sẽ giúp bạn tránh được các bệnh răng miệng, tiêu hóa và thậm chí cả bệnh tim. Thứ 19, bạn có thể chuẩn bị sẻng công binh nhỏ gấp gọn. Sẻng công binh gấp gọn có rất nhiều công dụng như cưa, cắt, đào, nạy, quốc, đục trong chiến tranh hóa học và chiến tranh hạt nhân. Một chiếc sẻng như vậy có thể giúp bạn đào được một công sự cá nhân nhỏ và phủ đất lên kín người, đất có tác dụng trung hòa chất hóa học và giảm bớt ảnh hưởng của các chất phóng xạ. Trong những sự cố bị kẹt ở đâu đó, với chiếc xẻng trong tay bạn cũng có thể khoét một lỗ nhỏ vừa người để thoát ra. Thứ 20, bạn có thể chuẩn bị chăn, móc và dây dù. Bạn nên chọn vỏ chăn cốt tông, còn móc và dây dù sử dụng loại có thể chịu lực cao để khi cần phối hợp lại với nhau thành võng, vỏ chăn khi cần có thể xé ra thành các giải băng nhỏ để băng bó vết thương. Thứ 21, bạn có thể chuẩn bị diêm, bật lửa kính lúc que đánh lửa, đèn dầu và nến. Diêm bật lửa, kính lúc và que đánh lửa đều là những vật dụng tạo nên lửa. Nhược điểm của diêm và bật lửa là sử dụng hữu hạn. Kính lúc chỉ tạo nên lửa trong thời điểm giữa trưa lúc nắng to. Duy chỉ có que đánh lửa với hơn 100.000 lần sử dụng sẽ làm bạn cảm thấy yên tâm hơn cả. Nến và đèn dầu là những công cụ thắp sáng ban đêm tối ưu nhất và cần được dự trữ. Thứ 21, bạn có thể chuẩn bị lều, chăn dạ và túi ngủ. Nếu ở phía bắc vào mùa đông nhiệt độ khá lạnh, đôi khi xuống dưới 5 độ C. Nếu không có các phương tiện giữ ấm ban đêm bạn sẽ khó lòng sống sót qua mùa đông. Thứ 22, bạn có thể chuẩn bị áo mưa. Cả áo mưa bộ và tấm che mưa hình vuông đều có những chức năng ưu việt riêng biệt. Áo mưa bộ giúp bạn di chuyển và hoạt động ngoài trời trong trạng thái khô giáo. Tấm che mưa hình vuông ngoài việc che mưa tạm thời còn có thể sử dụng như một lều che mưa gió rất hữu dụng. Thứ 23, bạn có thể chuẩn bị phao cứu sinh, áo phao do đặc điểm ngăn chặn sự tấn công của đôi bên trong chiến tranh và tạo phòng tuyến phòng thủ, các cây cầu bắc qua sông thường bị đánh sập gây khó khăn trong việc di chuyển và sơ tán. trong những tình huống vượt sông khẩn cấp tránh địch hỏa, những dạng phao cứu sinh gấp gọn cùng với ao phao phát huy tác dụng rất hiệu quả. thứ 24, bạn có thể chuẩn bị giày và găng tay. bạn nên chuẩn bị cho mình ba loại giày là giày ra ngoài, sử dụng để đi bộ với hành trình dài, một đôi dép xăng đan sử dụng trong mùa hè và một áo mưa cho giày dép sử dụng khi trời mưa. Găng tay nên chuẩn bị các loại găng tay chiến thuật hở ngón sử dụng khi leo trèo và di tản, một đôi găng tay lao động và một đôi găng tay cao su chống hóa chất 55 đến 60 cm loại dày sử dụng khi dọn dẹp và cầm nắm các vật chất độc hại, ô nhiễm. Thứ 25, bạn có thể chuẩn bị bản đồ và la bàn. Bản đồ và la bàn là hai vật dụng luôn kết hợp với nhau khi bạn muốn băng qua các cánh rừng, các thành phố mà bạn không thuộc đường trong khi di tản khỏi vùng chiến sự. Thứ 26, bạn có thể chuẩn bị bộ đồ sửa chữa các loại công cụ EDC đa năng. Trong điều kiện khắc nghiệt của thời chiến, sẽ không ít lần bạn phải sửa chữa một số thứ từ phòng ốc tới các phương tiện di chuyển. Bộ đồ sửa chữa và các dụng cụ đa năng EDC là một trong những thứ bạn cần phải chuẩn bị trước. Thứ 27, bạn có thể chuẩn bị dao và dao đa năng. Bạn nên có một con dao cán thẳng dài từ 20-30cm có bao dao và dây đai. Đây là loại dao đa tác dụng sử dụng được trong nhiều mục đích khác nhau. Tốt nhất nên sử dụng những loại dao găm quân sự như lưỡi lê M9, dao găm thợ lặn thép không gì hoặc dao găm cứu sinh đa năng Zeber. Ngoài ra, bạn còn cần thêm một con dao phát dài từ 68 cm để đi rừng và một con dao đa năng thụy sĩ sử dụng hàng ngày. Thứ 28, bạn có thể chuẩn bị bếp giá chiến mini, bộ nồi giá ngoại, thìa kiêm dĩa giá ngoại đa năng, bi đông nước và hộp cơm. Đều là những thứ đồ cần thiết cho cuộc sống lâu dài không có tiện nghi, thuận tiện mang theo khi di chuyển và sử dụng. Thứ 29, bạn có thể chuẩn bị túi ni lông chống nước có thể sử dụng để làm phao cứu sinh, cất giữ đồ đạc khi bị ngập lụt hoặc khi di chuyển qua sông, loại túi này bảo quản đồ rất tốt trong mọi tình huống và thời tiết. Thứ 30, bạn có thể chuẩn bị khăn khử trùng, phạm vi sử dụng vô cùng lớn, từ rửa mặt, làm vệ sinh cơ thể cho tới làm rẻ lau, khi khô có thể làm vật dẫn lửa, thậm chí giữ ấm cho cơ thể. Thứ 31, bạn có thể chuẩn bị ba lô leo núi, vali kéo bốn bánh trong các tình huống di tản ba lô leo núi từ 60-90 lít chứa được khá nhiều đồ. Ngoài ra các loại vali nhựa dẻo phương pháp có 4 bánh sử dụng vòng bi chịu tải rất tốt và có thể kéo đi trên quãng đường rất dài. Nếu đường gặp gành bạn hãy sử dụng loại xe đẩy hàng 4 bánh đặc có thể chịu tải từ 150-300 kg quá đủ cho các hành trình dài đi bộ. Đương nhiên nhu cầu của mỗi người một khác cũng như nhu cầu sử dụng trong thực tế nhiều khi khác xa những dự đoán và sự chuẩn bị nhưng theo tôi. Những trang bị được liệt kê phía trên được liệt vào danh sách những thứ bắt buộc phải có khi sinh tồn ở môi trường thành phố trong chiến tranh. Ngoài ra các bạn có thể tự phát triển riêng cho mình một danh sách hoặc thêm vào những vật dụng riêng mà các bạn ưa thích hoặc thấy cần thiết. Thứ 32 và là điều quan trọng nhận nhất, bạn nên rút tiền trong tài khoản ngân hàng ra hết toàn bộ và chuyển qua dự trữ vàng, USDT, Euro hoặc là Bitcoin khi xảy ra chiến tranh để có thể dùng để mua các sản phẩm cho cuộc sống hàng ngày. Thứ 33 bạn nên rời xa thành phố và cảng biển khi chiến tranh xảy ra thường các thành phố và cảng biển thường bị chiếm đóng đầu tiên một khi bị chiếm đóng vấn đề cuộc sống sẽ bị khó khăn do thiếu lương thực nước và các điều kiện sinh hoạt bạn nên về quê sống hoặc di tản qua nước khác vừa rồi thì tom nguyễn đã chia sẻ là bạn nên chuẩn bị những gì khi có chiến tranh xảy ra những kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc sống trong video này tom nguyễn cũng chia sẻ với bạn một số website hữu ích khi bạn sống và làm việc tại latvia website hữu ích thứ nhất là trang website bán hàng các sản phẩm châu á tại châu âu nagoda eu website hữu ích thứ hai là mạng xã hội tìm kiếm đồng hương khi bạn ở nước ngoài hề hô Đi, com website hữu ích thứ ba là sàn đầu giá bất động sản toàn cầu wins com hiện nay thì tom nguyễn cùng donilen com đang tìm một số bạn có mong muốn làm giàu từ việc kinh doanh và đầu tư bất động sản tại châu âu để kiếm thu nhập nếu bạn muốn tham gia vào thị trường môi giới hoặc đầu tư bất động sản tại châu Âu để kiếm tiền, hãy liên lạc với chúng tôi qua website doniland.com hoặc bình luận dưới video này. Ngoài ra bạn có thể kết nối với Tom Nguyễn thông qua group Telegram ở đường link ngay dưới video này. Chúc các bạn ngày một thành công và phát triển.